Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu và dịch chuyển dần về phía đông, kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió tây ở trên cao, nên trong 3 ngày tới, Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có sương mù lẫn mưa phùn rải rác, tập trung nhiều ở khu vực ven biển. Trời vẫn rét vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đến khoảng thời gian ban trưa và chiều trời có thể hửng nắng được, khiến cho nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên đến 21 đến 24 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có thể lên đến 25 đến 28 độ. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sau giảm. Đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, còn ban ngày thì trời hửng nắng với nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ trong một vài ngày tới. Cao nhất dao động trong khoảng là từ 22 cho tới 25 độ. Thời tiết khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì ổn định, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đang cận kề. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết đặc trưng của mùa khô, trời ít mưa, nắng nhiều và cường độ mạnh vào trưa chiều. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến là từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ. Khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Dự báo thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều tương đối ổn định. Cụ thể, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa, gió đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng phổ biến là ít mưa, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc khoảng từ cấp 4 đến cấp 5. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 31 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!